Nhiều ma quá, có ma, có ma. Trời, con sao vậy? Con không nhìn thấy hả? Không phải, không phải, cậu chưa mặc quần. Sao con trái vậy? Không lẽ ghê vậy sao? Nhìn thấy ngoài phòng có bóng ma bay qua sao? Không chỉ là tôi, baby cũng nhìn thấy. Nếu không phải do má tôi cũng tận mắt nhìn thấy, tôi cứ tưởng đâu tôi qua mắt. Có nghĩa là ở tiêu giao cư này thật sự có ma hay sao? Phải đó, đúng là linh lắm. Sao không thấy tôi thấy ma đi? Cả đêm qua tôi ngủ tới sáng cũng không thấy một con ruồi nào hết. Anh ghen, anh cao to nên cao số chứ gì. Phải làm sao đây? Baby của tôi không thể hoảng sợ được. Không lẽ tôi có thể hoảng sợ sao? Nè, chị cua à, vậy con chị, chị có nhìn thấy những thứ dơ dây bẩn thỉu đó hay không? Tôi hả? Tôi không biết có được gọi là như vậy không? Hả? Trời ơi, nhìn mặt của chị sao lạ tới vậy? Đúng là hình như chị đã nhìn thấy những thứ dơ dây bẩn thỉu rồi. Mọi người làm ơn đi, đừng có vậy nữa có được không? Trên đời này làm gì mà có ma được chứ. Ma Ocean. 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 Mọi người tối qua cũng thấy ma hay sao? Trời, chị Ocean, không lẽ luôn cả chị cũng nhìn thấy ma sao? Bây giờ tôi nhớ lại cũng cảm thấy đáng sợ lắm. Mọi người có biết không, tối hôm qua hết trong phòng của tôi, suốt cả đêm tôi cứ nghe có người liên tục. Điện binh đó. Nhưng mà tôi không nhìn thấy ai hết, làm tôi sợ tới suốt đêm cũng không ngủ được. Tôi đã nói là núi Võ Đang này có chuyện không ổn mà. Trời ơi, nói một cách nghiêm túc, không phải là núi Võ Đang mà là khu vực tiêu giao cư này. Mọi người nghĩ coi, tất cả chúng ta đều nhìn thấy mà. Có khi nào mấy con ma đó không thích chúng ta cho nên tới phá chúng ta không? Má, đi thôi.